Theo đó, về quan điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất việc xây dựng nghị quyết phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Nghị quyết xây dựng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương có nghiên cứu kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020, khắc phục những hạn chế yếu kém, bám sát các định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, thực hiện quản lý tập trung thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách, tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho các địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Nghị quyết sẽ quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công là căn cứ để các cấp ngân sách, các sở ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu Ban dân tộc tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo, dự thảo, nghị quyết, tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các sở ngành, ủy ban nhân dân, các huyện, thành phố, tiếp tục ra soát, hoàn thiện tờ trình trước ngày 19 tháng 4. Đây là nghị quyết quan trọng, bao hàm diện rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy đầu tư trên địa bàn. Do đó, các huyện, thành phố và các sở ngành tiếp tục giả soát, phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết ban hành.